Thế thì nhá, cái cây nuôi dưới đất ấy, thì nó sẽ phát triển rất nhanh theo cái bề ngang và chiều cao. Thế nên cây dù tuổi nó rất là cao nhá. Thế nhưng mà các bạn nhìn ấy, thứ nhất là cái da của nó vẫn cứ trơn nhẵn, nó mỡ ấy. hoặc là có thể là cái da nó xù xì một chút. Thế nhưng mà cái đường chạy của cái vùng mà mình cần quan tâm, ví dụ sử như là cái vùng gốc này, hay là cái một cái vùng thân này, hay là một cái vùng cành này, thì cái đường chạy của nó rất là thô, bởi vì nó phát triển tự nhiên mà. Có nghĩa là sao? Ví dụ sử nhá, đây là cái tay hai của cây đúng không? Thì nếu giả sử như mà cây mà phát triển tự nhiên ấy, thì không bao giờ nó có được cái đường chạy kiểu này, cực kỳ là khó luôn. Và cái đường chạy về cơ bản nó sẽ là những cái đường thẳng kiểu này, kiểu như cái rễ đang chống xuống này đó. Thì ví dụ sử như nếu mà trong trường hợp nó nhỏ thì con người còn có thể tác động và sửa được đúng không? Thế nhưng mà nếu mà khi nó quá to rồi thì không thể tác động nổi bằng các cái phương pháp đơn giản như là uốn, đúng không? Thế còn cái vam vít ấy, thì nó chỉ được một cái cung theo cái hướng cơ bản như nào đó thôi. Chứ còn nếu mà ví dụ như vam vít mà được cái cung cầu kỳ này thì đúng là không tưởng, đúng không các bạn? Đó. Thế thì khi một cái cây từ ngoài tự nhiên mà chuyển lên trên chậu, thì những cái gì mà bên tự nhiên nó có rồi ấy, để mà biến đổi theo hướng của người làm ấy, thì nó chỉ được một phần thôi. Có thể là bằng cách đục đẽo. Ví dụ sử như là đây, cái vùng rễ này nó có một giai đoạn nó phát triển rất là to thô này. Thế thì bây giờ là anh em làm là người ta phải đục vét bớt này. Đấy, sau chia ra thành hai này, thế nhìn nó sẽ đỡ thô hơn và nó mềm mại hơn. Đây, cái vùng này là vét lõm hẳn này, đúng không? Nó bắt đầu nó chạy thẳng xuống như này. Thì bây giờ đục vét ra, đục tách ra này, đấy, xong rồi còn vét lõm, vét vòng cung lõm xuống này, đấy, tạo hình dễ này, đúng chưa? Thế nhưng mà khi mà kích thước cây to quá ấy, thì làm nó chỉ được một phần nhỏ thôi, không thể thay đổi được quá nhiều. Thế nên về cơ bản ấy, là các cái đường chạy ở trên đường, kể cả chân bệ, thân và tay cảnh, nó rất là đơ, thô và to. Thế nên có khi có được chuyển lên trên chậu ấy, thì các cái phần làm mới nó chỉ hỗ trợ thêm một phần thôi, chứ về cơ bản nó sẽ không thay đổi nhiều những cái cung của cái cốt hoặc là một phần ban đầu khi mà khai thác ra, tức là khi chuyển nó từ dưới đất lên chậu đó. Thêm nữa là bây giờ nếu mà nói về cái vấn đề giá trị nhé, giá trị bây giờ một cái cây mà nó phát triển tự nhiên ở dưới đất thì về cơ bản thì con người có phải chăm sóc, có phải nuôi dưỡng, có phải bỏ công sức, có phải làm gì đâu, đúng không? Nó tự hút nước dinh dưỡng ở dưới đất, thế xong nó tự lớn mà. Thế nên giá trị của nó sẽ rất là thấp, gần như là bằng không. Nếu mà những cái cây mà thân gỗ mà gỗ được sử dụng thì nó có giá trị. Thế còn những cái cây như cây xanh này, cái thân này nó là thân mềm, làm nhà thì cũng không làm nổi, để đóng giường đóng tủ thì cũng không làm được, đúng không? Thân nó gỗ nó mềm không mà. Thì về cơ bản nếu mà cây xanh mà phát triển tự nhiên, giá trị của nó cực kỳ thấp, hầu như không có. Thế còn cái cây ấy, mà được nuôi ở trên chậu thì tại sao mà nuôi càng lâu thì giá trị nó càng cao? Bởi vì lý do này, cái công sức của con người đầu tư vào đó để tạo tác, để làm nó, ngoài cái công sức lao động phổ thông theo kiểu lao động chân tay, thì còn một cái phần rất quan trọng, đó là lao động trí óc, là tạo tác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ sử như này, cây này, tôi không biết là cái lịch sử của cây siêu phong này là như nào,
nếu mà có điều kiện thì tôi sẽ hỏi chỗ anh Ngọc Sơn sau. Thế nhưng mà cái tôi đánh giá cây này cái tuổi trọng cũng rất là cao. Đấy là một. Thứ hai là các cái phần tai cạnh này và một phần ở phần thân này là chắc chắn là do tạo tác bàn tay của con người chứ không phải là tự nhiên. Bởi vì nhé, đây các bạn nhìn này, đây là phần thân đúng không? Thì ở đây các bạn nhìn thấy có mấy cái nhát cắt rất là lớn này. Có nghĩa là nhá, từ ngày xưa ấy, là cây này là nó có rất nhiều các phần tay cành đi ra này, hướng này này, hướng này này, hướng này này, đó. Thì khi tạo tác ấy, người tạo tác đã cắt bỏ mấy cái phần cành ra vùng này mà chỉ giữ lại cái vùng bên này và tiếp thân vùng này, đó. Thì tôi ở đây tiếc là cái mặt sau không nhìn được, đâm ra là không nhìn thấy cái vị trí ở đây. Cái vùng này các bạn còn nhìn thấy một cái vùng cắt này này. Đó, các bạn nhìn thấy các cái điểm cắt chưa? Mà nó mím sẹo chưa? Đấy. Thì vậy câu chuyện là như vậy. Thì càng nuôi ở trên chậu lâu càng được con người tạo tác, và cái người tạo tác là cái người có trình độ thẩm mỹ tốt và hiểu biết về cây cũng như là hiểu biết về nghệ thuật và điêu khắc hội họa, thì người ta sẽ làm cái cây nó càng đẹp lên và làm theo đúng ý của người chủ cây. Bởi vì tại sao? Người ta làm từ bé, từ những cái mầm nó mới nhú ra người ta uốn nắn được. Đây ví dụ sử tôi nói các bạn nhé, cái mầm này là cái mầm mới ra đúng không? Đây, cái đường kính của cái thân mầm nó chỉ rơi ở khoảng tầm này, chắc tầm 3-4 ly. Ok, đây thế này. Đây các bạn nhìn cái mầm này đúng không? Từ những cái mầm bé này thì có phải là cái việc mà đưa dây vào uốn, hoặc là ví dụ sử như là mình cần uốn xuống. Thế bây giờ các bạn chỉ cần là buộc cái dây mềm vào đó để kéo vít xuống, gọi là có vít ấy, thì nó sẽ xuống được đúng không? Đó, nó rất đơn giản. Thế nhưng mà ví dụ sử nếu mà bị to đến mức mà như này, như cái rễ này, thì làm sao mà bạn có thể uốn được đúng không? Lúc ấy phải đục, phải gọi là vam, rồi xả vê, rồi các thứ ấy, thế các bạn mới làm được. Thì để mà để được cái đường cong mà nó như này thì từ cái nhỏ này rất dễ này đúng không? Nhưng từ cái to này làm sao mà làm được? Chưa kể là có những cái cốt khai thác có những cái thớt nó to như này thì uốn cái kiểu gì chịu đúng không? Thế vậy câu chuyện là chỉ những cái cây mà được nuôi chậu, nó ở trên chậu thì mới có điều kiện, con người người ta mới có điều kiện để chăm sóc, để tạo tác thường xuyên, và cái công sức của người ta được cộng dồn vào, cái trí tuệ của người ta được cộng dồn vào để tạo thành một cái tác phẩm. Nó cộng thêm cái năm tháng nuôi trồng, cái chi phí, rồi tiền bạc, rồi tất cả mọi thứ, thế mới tạo thêm lên cái giá thành của một cái cây, đúng không? Và cái giá trị của một cây, cái tính nghệ thuật của nó thì nó phụ thuộc vào cái tay nghề của con người chứ, của người tạo tác, người làm chứ, đúng không? Chứ còn cái cây tự nhiên thì làm sao mà nó đạt được những cái như ý được? Nó có thể được một cái phần rất là nhỏ thôi, chứ về cơ bản thì nó không được nhiều, đúng không ạ? Đấy. Thế thì bây giờ tôi nghĩ này, với chúng ta phải rạch ròi, chúng ta phải rạch ròi ra để hiểu rõ là cái tính cổ trong cây nghệ thuật, tức là cái tuổi trong cây nghệ thuật, các bạn được phải tự tính bằng là cái thời gian, tính từ lúc nó ngồi ở trên chậu, trên chẹt và được con người người ta chăm sóc, người ta nuôi thì lúc mới tính được như vậy. Chứ còn nếu mà nó ở ngoài tự nhiên thì nó vẫn là cây tự nhiên thôi, nó là cây cổ thụ chứ nó không phải là cây nghệ thuật. Và cái tuổi, cái tính cổ ở đây là đề cập tới tuổi của chậu chứ không phải tuổi của cây.
khác nhau nha. Trong trường hợp tốt nhất ấy, thì là cái tuổi chậu bằng cái tuổi cây, có nghĩa là cái cây được nuôi trên chậu từ bé luôn, từ cái lúc nó mới nhú mầm, hoặc là chỉ sau có 1-2 năm nó sống ở dưới đất, sống trong môi trường tự nhiên xong được chuyển lên chậu, đúng không? Thế còn là bình thường, thường thường cái tính gọi là cái tuổi chậu thì bao giờ nó ít hơn cái tuổi cây, đấy là cái chắc chắn. Bởi vì thường thường là người ta làm ấy, thì cây nó phải hình thành rồi thì người ta mới có thể chuyển từ dưới đất lên chậu chứ, đúng không? Hay là ví dụ cây khai thác mà cây trên rừng, cây trên đồi thì cũng phải là nó cũng phải mọc được bao năm rồi người ta mới khai thác, người ta mới chuyển lên chậu chứ. Các bạn có đồng nhất cái quan điểm như vậy không? Nếu các bạn đồng nhất thì các bạn comment xuống, mà nếu các bạn có những ý kiến khác thì các bạn cũng có thể trình bày ra để chúng ta trao đổi. Và một cái cây cái tuổi chậu nó càng cao ấy thì sẽ được định giá trị càng cao. Tôi chưa nói đến cái tính thẩm mỹ nhé, chưa nói đến tính thẩm mỹ. Ví dụ giả sử như là hai cây mà hình thức làm đẹp như nhau, về tổng tuổi cây đều như nhau, ví dụ 100 năm. Thế nhưng một cây mà tuổi chậu là khoảng 90 năm, tức là nó sống dưới đất mất 10 năm. Thế còn một cái cây là tuổi chậu nó được có 10 năm thôi, còn lại 90 năm mà nó sống ở dưới đất, mà làm hình thức về cơ bản tổng thể như nhau, thì theo như bạn, các bạn cây nào giá trị hơn? Cái cây mà 90 năm tuổi chậu nó phải giá trị hơn rất là nhiều so với cái tuổi chậu được có 10 năm chứ, đúng không? Chắc chắn. Thế còn ví dụ sử các cái vấn đề về tai cành bông tảo, có thể là hai cây đó nếu cùng một người làm ấy, có thể sẽ được về tổng thể cơ bản, có thể về cơ bản như tương đương nhau về bóng, về chi răng. Thế nhưng mà riêng về các cái đường co chính của đường chạy của tai cành và các cái phần cơ bản ở trên thân ấy, thì cái cây mà nó sống 90 năm ở trên tuổi chậu ấy, nó nhìn cây nó hút hồn hơn rất là nhiều so với cái cây mà 90 năm là tuổi đất mới có 10 năm tuổi chậu. Đấy, cái ý là các bạn sẽ thấy một cái chắc chắn luôn. Có nghĩa là sao? Ví dụ sử nhé, ở trong các bạn nhìn trên phần thân thôi, các bạn nhìn trên phần thân thôi, giả sử như hai cây mà một cây là 90 năm tuổi chậu, một cây là 90 năm tuổi đất, thì cái phần tuổi chậu, cái phần thân các bạn nhìn nó sẽ kiểu như này. Thế còn nếu mà cây mà có 90 năm tuổi đất ấy, thì phần thân các bạn sẽ nhìn nó kiểu như này. Đó, chắc chắn luôn. Bởi vì là tại sao? Bởi vì phát triển cái tuổi đất, khi nó phát triển dưới đất, cây nó phát triển nhanh nên nó to nhanh, bề ngang và nó cao nhanh nên nó thô lắm. Nó thô lắm. Thế còn cái cây mà cái tuổi chậu cao ấy thì nhìn nó chun. Đấy. Thì nó chun. Nó kiểu thế. Bởi vì là trên cái tuổi chậu là trên cây đuôi trên chậu là cái tốc độ phát triển của cây nó rất là chậm, nó không thể nhanh được. Bởi vì cái môi trường đây, các bạn nhìn này, đây, một cái chậu một kiểu này được bao nhiêu đất ở, đúng không? Chiều cao cái chỗ này đây, tổng chiều cao từ đây đến đây mới tầm độ khoảng tầm 15-16 phân, thì bây giờ cái lượng đất nó chỉ được tầm 13-14 phân nữa chứ, đúng không? Thế xong nó còn phụ thuộc vào là nước ra làm sao, dinh dưỡng ra làm sao, đúng không? Cái vùng rễ của cái cây nó chỉ ăn được cái loanh quanh ở trong khu chậu thôi, chưa kể là suốt ngày bị cắt này, suốt ngày bị cắt tỉa thì tốc độ phát triển và chậm chứ. Thế còn nếu mà cái cây này mà để trồng ở dưới đất thì trồng được một cái thời gian ấy, thì các cái rễ này nó phát triển, nó ăn dài ra kinh khủng nào, nó ăn sâu như nào, nếu chắc chắn. Đó, chắc chắn. Thế nên là những cái cây mà cái tuổi chậu thấp ấy, mặc dù tổng
tổng cây, tổng tuổi của cây ấy, là tương đương nhau, nhưng mà cái tuổi trồng thấp ấy, thì cái da bao giờ nó cũng sẽ trơn và thô, thô cạch. Thế còn những cái cây tuổi trồng cao ấy, thì cái da nó bị nhăn, nó bị chun. Đó, chắc chắn luôn. Và khi các bạn nhìn đây, cái vị trí này mới là cái vị trí này. Đấy, các bạn nhìn đã thấy là hai cái vị trí thì nó hai cái vị trí nó khác nhau như thế nào, đúng không? Đấy, thì tôi phân tích như vậy là để đưa ra một cái kết luận mà để cho các bạn phải cân nhắc và đánh giá nó cẩn thận. Có nghĩa là sao? Cái cây mà đã lên chậu rồi, gọi là cây nghệ thuật rồi, thì cái giá trị căn cứ của nó và cái mà để đánh giá nó giá trị cao hay thấp ấy, và cái tính cổ của nó ấy, nó phải là cái thời gian thực trên chậu, chứ không phải là trên chậu được một thời gian ngắn rồi dưới đất là quá nhiều và được độ đồng. Thế thì giai đoạn vừa rồi là rất nhiều cây khai thác cốt đất hoặc là cây sậm, cái tuổi cây rất là cao, cái tuổi cây rất cao, nhưng mà cái tuổi mà nó ở trên chậu nó không được bao nhiêu cả, nó không được bao nhiêu cả. Thế xong rồi anh em cứ truyền thông đây là cây cổ, rồi đây là cây này là cây kia, thì cái ý là các bạn sẽ phải phân biệt rạch ròi. Thế còn tất nhiên ai định giá sai thì người ấy phải chịu, đúng không? Ai định giá sai người ấy phải chịu. Bởi vì sao? Ví dụ sử đánh giá sai xong rồi quyết định mua sai xuống tiền sai thì phải chịu thôi. Thế nhưng mà cái quan điểm của tôi ấy, và quan điểm của kênh ấy, là làm nào để cho các bạn hiểu, hiểu rõ, hiểu chuẩn về các cái khái niệm trong kênh, để làm sao ấy, các bạn không bị cái tình trạng là đánh tráo khái niệm, bị người khác đánh tráo khái niệm và hiểu nhầm, hoặc là chính các bạn đánh giá sai và hiểu sai, thì từ đó các bạn đưa ra quyết định sai thôi, đúng không? Thế tôi nhấn mạnh lại là cái ý tính cổ của cây là phải tính theo tuổi chậu, cổ là tính tuổi và tuổi phải là tuổi chậu. Đấy, chốt lại như vậy. Thế còn các bạn có những cái ý kiến khác thì các bạn có thể comment xuống phía dưới để làm cho chủ đề đa dạng hơn. Nếu các bạn thấy clip hay và ý nghĩa thì hãy tặng cho chúng tôi một nút like, nút subscribe, nút chia sẻ để clip lan tỏa tốt hơn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.